Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, tại chùa Tỉnh Hội, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa chứng minh, quan lâm về hải trường Tỉnh Hội, tác pháp khai khóa an cư kiết hạ, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Quan lâm chứng minh có Hòa Thượng Thích Thiện Đạo, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Hòa Thượng Thích Phước Tú, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự, trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về Chư Tôn Đức Ni có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng trị sự, chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 9 huyện và 2 thành phố, Chư Tôn Đức Tăng Ni, hành giả an cư kiết hạ đồng tháp dự. Về phía đại diện các cấp lãnh đạo tỉnh có bà Phạm Thị Kim Chung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các cấp lãnh đạo đã đến tham dự và chúc mừng. Phát biểu tại lễ khai khóa an cư kiết hạ, Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết, 3 tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm Chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng còn là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tăng Ni an cư tu học. Hàng năm, đến mùa an cư, Chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong 3 tháng an cư, Chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia. Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Bửu Chánh đã thông qua tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận về việc đăng ký điểm an cư kiết hạ của tỉnh Đồng Nai. Năm nay, tại tỉnh Đồng Nai có 6 điểm an cư kiết hạ gồm Trường Hạ Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Trường Hạ Chùa Long Vân, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Trường Hạ Chùa Phật Hiện, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Trường Hạ Chùa Huệ Giác, xã Long Phước, huyện Long Thành, Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Trường Hạ Phật Giáo Nam Tông tại Thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, đơn vị Ban trị sự các huyện đều tổ chức trường hạ tập trung cho hành giả an cư gồm 1 điểm tăng và 1 điểm ni. Buổi lễ đã trang nghiêm đón nhận những lời tác bạch của hành giả an cư và tác pháp hộ trì Tam Bảo của đại diện Phật tử phát tâm hộ trì Tam Bảo, đồng thời đón nhận một số lãng hoa chúc mừng của các ban ngành lãnh đạo, các cấp tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và các cấp lãnh đạo thành phố Biên Hòa. Trước khi chính thức bước vào một mùa an cư kiết hạ mới, Chư hành giả an cư đã được lắng nghe những lời huấn thị của Hòa Thượng chứng minh. Ngài dạy, tại tịnh nghiệp đạo trang trong 3 tháng an cư, Chư Tăng Ni hãy cố gắng nhiếp tâm thanh tịnh, hòa hợp để cùng nhau sách tấn tu tập. Đây là thời điểm quan trọng của hàng ngũ xuất gia trong mỗi quá trình tu học.